Dịch dương và nhất dương thì chưa, nhưng mà cũng đang có dự tính như vậy à. Cũng đang có dự tính thì chuyển qua nhà mới á. Dạ chưa anh Hòa Thái ơi, bên em chưa đi hết đâu. Em làm phòng chân tóc nè. À nói sinh năm bao nhiêu là bị bóp á. Có ai qua Trung Quốc cái gì ăn? Có. Dạ có người qua cùng. Anh thì chưa biết chứ, vẫn mong mọi người ủng hộ cho gia đình Hằng nha. Mong là phía ngày 20 này sẽ ổn thỏa cái thứ để mọi người có thể đi sum họp lại với nhau. Là chị Nhung mẫu thì em cũng chưa chắc đâu. Thì giờ vẫn chờ đợi kết quả từ ngày 20 này thôi.